ngày 7 tháng 3, Thánh Barbastu và Thánh Felicity. Năm 203. Trong những truyền thuyết mù mờ về đời sống các vị tử đạo tiên khởi, may mắn chúng ta vẫn còn được tài liệu về sự can đảm của Thánh Barbastu và Thánh Felicity từ chính nhật ký của Thánh Barbastu, từ giáo lý viên Saturus và các chứng nhân. Văn bản này thường được gọi là Sự tử đạo của Barbastu và Felicity, được nổi tiếng trong các thế kỷ đầu tiên, đến nỗi văn bản ấy đã được đọc trong phụng vụ. Vào năm 203, Vivia Barbastu thuộc gia đình quyền quý, nhưng ngài quyết định trở nên một Kitô hữu, mặc dù ngài biết điều đó có thể dẫn đến cái chết trong thời kỳ bách hại của Septimus. Một người em trai của ngài cũng noi gương và trở nên người dự tòng. Cha của ngài cuống cuồng lo âu và ông cố gắng thay đổi ý định của ngài. Sự lo âu của ông thì dễ hiểu, vì một người phụ nữ 22 tuổi, hăng say và có học thức như Barbastu thì không có lý do gì lại muốn chết. Chưa kể ngài còn có một đứa con mới sinh. Nhưng thái độ của Barbastu thì rất rõ ràng. Ngài chỉ tay vào bình đựng nước và hỏi cha ngài: "Cha có thấy cái bình đó không? Cha có thể gọi nó bằng một cái tên nào khác với bản chất của nó không?" Người cha trả lời: "Dĩ nhiên là không." Và Barbastu thản nhiên tiếp lời: "Con cũng không thể gọi con bằng một cái tên nào khác hơn là bản chất của con, một Kitô hữu." Câu trả lời đã làm cho người cha bực mình, và ông đã tấn công chính con mình. Nhật ký Barbastu kể cho chúng ta biết, sau biến cố ấy, ngài phải sống tách biệt với cha mình trong vài ngày, và sự tách biệt ấy đã đưa đến sự bắt bớ và tù đày của chính ngài. Barbastu bị bắt với 4 người dự tòng khác, kể cả 2 người nô lệ là Felicity và Revocatus. Saturus là người dạy giáo lý cho các ngài cũng đã bị bắt trước đó. Nhà tù đầy chật người đến nỗi họ ngập thở vì nóng nực và không có một chút ánh sáng. Quân lính thì xô đẩy họ không một chút xót thương. Barbastu thật khiếp sợ, nhưng trong tất cả những sự ghê sợ ấy, điều đau khổ lớn lao nhất của ngài là phải xa cách đứa con thơ. Người nô lệ trẻ tuổi là Felicity lại càng đáng thương hơn nữa, vì ngài đang mang thai 8 tháng và phải sống trong cái nóng nực, chen chúc và thô bạo ấy. Hai phó tế phục vụ tù nhân đã đút lót lính canh để các ngài được ở chỗ tốt nhất trong nhà tù. Ở đó, mẹ và em của Barbastu đã đến thăm và đưa con đến cho ngài. Khi được phép giữ con trong tù, ngài cảm thấy nhà tù như trở nên cung điện. Cha ngài lại nài nỉ ngài thay đổi ý định. Ông hôn tay ngài và ngay cả quỳ dưới chân ngài. Barbastu nói với ông: "Chúng ta không thể dựa vào quyền thế của chúng ta, nhưng quyền thế của Thiên Chúa." Trong khi ngài bị đưa đi xét xử, cha ngài cũng đi theo nài nỉ quan tòa. Vì thương hại, quan tòa cũng cố thay đổi ý định của Barbastu, nhưng ngài vẫn cương quyết, và cùng với các người khác, ngài bị kết án tử hình bằng cách ném cho thú dữ ăn thịt trong đấu trường. Trong khi đó, Felicity cũng rất đau khổ. Theo luật lệ, giết người phụ nữ mang thai là điều trái phép. Giết hài nhi trong bụng mẹ là đổ máu người vô tội và thiêng liêng. Trong khi đó, Felicity lại lo rằng ngài không kịp sinh con trước ngày tử đạo, và các bạn ngài sẽ bước vào vinh quang ấy mà không có ngài. Hai ngày trước khi bị hành quyết, Felicity đau đớn chuyển bụng. Bọn lính canh chế giễu, nhục mạ ngài và nói: "Nếu đau đớn bây giờ mà còn chịu không nổi thì làm sao đương đầu với thú dữ?" Felicity điềm tĩnh trả lời: "Bây giờ tôi là người phải chịu đau khổ, nhưng trong đấu trường, một đấng khác sẽ ở trong tôi chịu đau khổ giùm tôi, vì tôi đã chịu đau khổ vì ngài." Felicity sinh hạ một bé gái khấu khỉnh và được một Kitô hữu ở Carthage nhận làm con nuôi. Vào ngày hành quyết, 4 bổn đạo mới và giáo lý viên bước vào đấu trường với niềm vui và sự bình thản. Khi dân chúng đòi hỏi Barbastu và các bạn ngài phải mặc y phục dành cho việc thờ cúng tà thần, Barbastu đã đối chất với các lý hình: "Chúng tôi tự ý chịu chết để tự do thờ phượng Thiên Chúa của chúng tôi. Chúng tôi đã trao mạng sống cho các ông, thì không có lý do gì chúng tôi phải thờ lạy thần thánh của các ông."
và các ngài đã được phép giữ quần áo của mình. Những người đàn ông thì bị tấn công bởi gấu, beo và heo rừng. Các phụ nữ thì bị bò dại tấn công. Barbastu dù bị tan nát và rối bời, ngài vẫn nghĩ đến các bạn và chạy đến giúp Felicity đứng dậy. Cả hai đã đứng cạnh nhau khi bị lính chém đầu. Các ngài được lãnh phúc tử đạo ngày 7 tháng 3 năm 203 tại Carthage.